Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đỗ Quốc Hùng 8. Hiện giờ là 5 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2019, thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ cái Minh Quốc đào chim cột 12 cho một bác khách hàng ở thị trấn Hùng Sơn, Tân Thao. Rồi hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong và chuẩn bị là bốc xếp lên cho bác, thì là tôi có quay lại một video làm kỷ niệm. Bác, bộ này là hàng rất là đẹp. Đây, điện thoại. À, hàng rất là đẹp. Đây là toàn cảnh của bộ ghế đây. Vân đứng đây để cho lên YouTube chị Vân ơi. Rồi bây giờ là tôi sẽ quay chi tiết và gần hơn. Đây là chiếc ghế ngắn, hai chiếc ghế nhỏ, kích thước mặt là 60-80. Hàng rất là đẹp và vân gỗ thì cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, vân gỗ, tôi sẽ quay vân gỗ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vân gỗ của này. Và mặt ván là bộ này là có phần thông số là dày dặn hơn những hàng khác, hàng cửa dày dặn hơn những hàng khác nên là giá thành cũng cao hơn những bộ khác một chút. Mặt ván là dày 2 phân. Chiếc ghế nhỏ thứ nhất, trong này là chiếc ghế nhỏ thứ hai. Sắp rồi ạ. Đây là chiếc ghế nhỏ thứ hai đây, quý vị có thể, vâng, quý vị có thể thấy vân gỗ đây, đẳng cấp luôn. Vân gỗ hương đá đây. Phải nói là bộ này vân quá đẹp luôn. Nên là tôi sẽ dành nhiều lời khen cho bộ này một chút. Và đây là mặt bàn. Mặt bàn vân gỗ không chê vào đâu được. Mặt một tấm. Tiếp theo là đến đoạn dài. Đây là chiếc đoạn dài rất là đẹp, vách dày dặn luôn, hàng dày. Còn là trương là đục đào chim. Đây, trương đào chim, chú chim đang ngoái đầu lại rất là sinh động. Sẽ lướt qua một lượt toàn bộ bộ này, tôi sẽ lướt qua từ từ máy cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đây, toàn cảnh bộ ghế một lần nữa. Mọi người thì ai có nhu cầu và muốn sở hữu bộ ghế này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc là truy cập vào website đogotung8.com. Và hiện tại thì chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp một bộ nữa lên xe đây. Hai bộ đi trong chiều hôm nay. Hai bộ trong chiều hôm nay chuẩn bị đi cho... Cười cái thế nào? Hai bộ, một bộ Âu Á hộp tay voi, chất liệu gỗ hương đá. Là bộ đào này. Là hai bộ là trong một chuyến xe trong chiều hôm nay. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Chúng tôi sẽ bốc xếp hai bộ ghế này đi cho khách hàng.